chào mừng tất cả các bạn đến với video YouTube của Solo Việt Nam. Thì như bạn đã biết thì đây là một chiếc xe điện của hãng Zibao và mang tên là Butterfly màu trắng. Sau khi tôi bất ngờ tại sao trên mọi cung đường lại nhiều chiếc xe như này xuất hiện vậy, thì tôi đã tìm hiểu và thật sự là sau khi tìm hiểu rồi, nó đã gây cho tôi rất là nhiều sự bất ngờ và ấn tượng. Tôi thật sự là rất là thích cái dòng Butterfly này. Các bạn thấy phía trước thì đây là phần mặt nạ, nó được kéo dài từ phần mặt đồng hồ, nó rất là một điều rất là ấn tượng. Và phía dưới đây thì là cái đèn, các bạn đã thấy đèn này thì có giải đế mi kéo dài này, rất là ấn tượng này. Và phía trong là cái đèn LED rất là sáng với hệ thống 3 đèn đấy, rất là đặc biệt. Trên mặt đồng hồ này thì thật sự đây là một sự ấn tượng. Như các bạn đã thấy, chúng ta liên tưởng đến cái thiết kế tràn viền của bên smartphone. Đặc biệt là tôi đứng ở đây, cái cường độ chiếu sáng nó cũng không phải là nhỏ. Nhưng cái mặt đồng hồ này các bạn nhìn thấy nó vẫn rất là rõ. Đây là những kiểu hiệu ứng được thiết kế bởi cái công nghệ Full HD vậy. Đấy, nó vẫn hiển thị tất cả những số liệu chúng ta cần biết. Bên tay phải đây thì chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa, là vẫn là tay ga và những cái nút điều khiển đèn, còi. Bên tay trái này thì cũng là còi và sinh nhan thôi. Như các bạn thấy này, tôi đặc biệt sinh nhan này, khi tôi gạt sang bên trái đấy, các bạn đã thấy bên trái đã hiển thị tín hiệu sinh nhan đấy, bên trái tín hiệu sinh nhan đã xuất hiện những cái tín hiệu, và gạt sang bên phải thì là bên phải cũng phát ra tín hiệu sinh nhan để chúng ta dễ dàng di chuyển. Và tôi khởi động tín hiệu đèn thì như các bạn đã thấy đây, đầu tiên bật một nút thì là cái giải đề mi là nó phát sáng này, bật hai nút thì nó có cả cái đèn LED bên trong phát sáng, nên các bạn thấy rất là sáng, chúng ta có thể di chuyển vào buổi tối mà không phải lo lắng về tầm nhìn. Phần chắn bùn thì cũng rất là rộng, đây là phần chắn bùn cỡ lớn với kết cấu của thương hiệu Zibao và chất liệu nhựa rất là chắc khỏe để chúng ta tránh va đập. Giảm sóc cũng là chính hãng của Zibao, được dập nổi cái tên của hãng. Đây là giảm sóc dầu, cũng rất là êm. Vành thì được kết cấu với chất liệu rất là cứng cáp và khỏe, với kết cấu vành 6 chấu đơn, đấy, nó rất là chắc. Lốp thì là lốp cỡ lớn của Kenda với thông số 3.5-10, thì cái lốp này thì các bạn có thể yên tâm di chuyển trên mọi cung đường rồi. Hệ thống phanh thì là cũng của hãng Zibao. Đây các bạn thấy tên của hãng này, đây là hệ thống phanh dầu, rất là an toàn. Và đây là sàn để chân, như các bạn đã thấy sàn để chân này rất là rộng, tôi để chân lên và vẫn còn thừa diện tích. Khi mà di chuyển chúng ta có thể thấy hơi bị mệt mỏi ở cái tư thế này, chúng ta có thể duỗi chân ra như vậy để chúng ta có thể thay đổi tư thế một chút khi di chuyển. Cốp này thì là cốp trần. Đây các bạn đã thấy cốp trần này cũng được thiết kế cái một cái chỗ thoát nước nên không sợ bị đọng nước ở trên đây. Tôi có thể để điện thoại ở trên đây và thậm chí tôi có thể sạc ở điện thoại ở cái cổng u sạc này. Nó rất là tiện nghi, hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Phần yên thì rất là êm, các bạn đã thấy yên được kết cấu thiết kế 2 tầng với phân cách và cái lớp chỉ may ở trên yên đây. Nó rất là êm. Và phía dưới yên thì là một cốp rất là rộng. Đây là điều tôi rất là ấn tượng ở cái xe này. Các bạn thấy tôi đã trang bị một cái mũ bảo hiểm và một chiếc sạc bên trong. Nhưng mà các bạn thấy vẫn còn thừa rất là nhiều diện tích. Giảm sóc sau của xe thì cũng là giảm sóc dầu thôi, nó rất là êm ái và an toàn. Nó được kết cấu với hình vòng xoáy như vậy để tăng cái độ đàn hồi cho xe. Lốp thì là vẫn là cái lốp của Kenda với thông số 3.5-10, nó rất là dày. Và đặc biệt tôi ấn tượng ở dòng xe này, đó chính là cái động cơ là được thiết kế với động cơ chính hãng của xe, đó chính là hãng Zibao, cũng được in nổi trên động cơ này. Và đặc biệt hơn đó là chính là cái động cơ công suất 1.500W, nó rất là khỏe, nó đi rất là nhanh. Với vận tốc như vậy chúng ta có thể đạt đến tốc độ 52 km/h. Và động cơ này lại còn được thiết kế chống nước nên các bạn có thể đi rất là thoải mái, không sợ bị dính nước vào. Còn phía cuối đây là phần đèn hậu, để chúng ta khi bóp phanh thì đèn hậu sẽ phát sáng như vậy để báo hiệu cho người di chuyển phía sau, đảm bảo an toàn chúng ta. Phía dưới đây là được thiết kế một cái đèn dạ quang để hỗ trợ phần đèn hậu báo hiệu cho người di chuyển phía sau. Thì cuối cùng thì là đây là để chỗ để treo biển kiểm soát thôi, nó không có gì khác biệt cả. Vừa rồi là toàn bộ những cái điều tôi muốn giới thiệu các bạn về chiếc Butterfly màu trắng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hãy bấm nút đăng ký để theo dõi nhiều hơn. Bấm comment phía dưới để đóng góp ý kiến. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.